Giới tiên tri nhận định tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 tháng 6 năm 2022 đến thời thoát khổ rào đất núi đổ vách. Chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát, và thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, xin kính chúc tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông, mọi điều như ý. Quý vị thân mến, trong cuộc đua của 12 con giáp, con Tuất là con vật đại diện cho cả về sức mạnh thể chất lẫn tinh thần. Bởi vậy mà những người tuổi Bính Tuất đa số họ sống tự lập, trưởng thành sớm và có tính cách mạnh mẽ kiên định. Những người tuổi này có nhiều ước mơ, hoài bão, ý chí lớn, họ không ngại khó khăn, nguy hiểm. Về sau thì họ cũng có được những thành tựu lớn trong sự nghiệp của mình. Tử vi tháng 6 âm lịch năm 2022 nhâm dần của 12 con giáp có những luận cứ cho thấy rằng tuổi Bính Tuất có vận trình hung cát đan xen. Nhưng nếu chỉ cố gắng nỗ lực hơn một chút nữa thôi, chỉ cần nắm bắt được vận mệnh của mình, thì những gia chủ tuổi Tuất trong năm 2022 nhâm dần này vẫn sẽ phất lên giống như diều gặp gió. Hơn nữa, được cục diện tam hợp với thái tuế của năm, nên trong năm 2022 nhâm dần thì những gia chủ tuổi Bính Tuất sẽ có được sự tương trợ từ quý thần, từ đó vận trình công danh được hanh thông và con đường tài lộc cứ vậy mà rộng mở thanh thang. Sau đây để quý vị có thể nắm rõ được vận trình của những gia chủ tuổi Bính Tuất trong tháng 6 âm lịch năm 2022, xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 trong tháng 6 âm lịch năm 2022. Người tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 mệnh Ốc Thượng Thổ, nghĩa là đất đốc nhà. Người tuổi Bính Tuất có tính nguyên tắc lập trường rất cao, họ sống theo khuôn khổ và những hệ thống quy tắc chặt chẽ, nhiều khi ta thấy họ bảo thủ nguyên tắc và cố chấp. Tuy nhiên vạn nhân vạn tính, vì mỗi người là một tiểu vũ trụ, tính lập trường nguyên tắc, khuôn phép, mực thước có thể giúp họ là những người bảo vệ quy tắc, quản lý duy trì thành quả mà không ai tốt bằng. Tâm lý của tuổi Bính Tuất luôn luôn hướng tới việc bảo vệ, che chở những người khác, lấy đó là mục tiêu và là con đường duy nhất trong suốt quá trình lao động của mình. Bảo vệ người khác, nghiêm khắc với những hệ thống phép tắc quy phạm chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt cuộc đời, là khuôn vàng thước ngọc, hệ quy chiếu, chuẩn chỉ trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện, hành xử. Thường ngày hay bất cứ hoàn cảnh nào, họ cũng đều là người mô phạm đạo đức, ung dung và hiền hậu. Người tuổi Bính Tuất mệnh Ốc Thượng Thổ có phần khô khan trong lối sống, chỉ biết làm tốt nhiệm vụ lại cứng rắn, nên nhiều người không hợp hoặc thấy họ khá lạnh lùng, cô độc. Trong xã hội, họ là những tấm gương mẫu mực rất đáng noi theo, học tập cả về đạo đức lẫn tác phong. Vì thế họ trở thành những người thầy giáo, nhà hiền triết hay các nhà quản lý tài ba. Cách làm việc và tác phong của họ cẩn trọng, logic, chặt chẽ, thiên về phòng thủ, giữ gìn, không mạnh về tiến công và nếu duy trì ổn định trật tự thì rất tốt. Người tuổi Bính Tuất đã đến độ tuổi không phải lo lắng nhiều về công việc, tiền tài. Các bác hãy chú ý nhiều đến sức khỏe trong tháng này. Xét tử vi thì thấy có thể xảy ra tai nạn bất ngờ khi di chuyển đi lại. Với hàng xóm láng giềng, bản mệnh thường xuyên quan tâm giúp đỡ nên khi có rắc rối gì xảy ra, bạn cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ từ mọi người. Với con cháu trong nhà, bản mệnh là người bề trên mẫu mực, bạn thường xuyên nhận được sự thăm hỏi của mọi người. Một số người vẫn được con cháu tin tưởng để đưa ra những quyết định quan trọng trong gia đình. Xét về thiên can, Bính Dương Hỏa gặp Đinh Âm Hỏa nên gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các quý vị gia chủ tuổi Bính Tuất trong tháng này, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình, nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột, gây ảnh hưởng tới tình cảm gia đình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tử vi cho thấy vì đã bước vào độ tuổi thất thập cổ lai hy, gia chủ không nên có tinh thần ganh đua quá mức trong mọi việc. Hãy thỏa mãn và hài lòng với những gì mình đang có, không nên yêu cầu quá mức ở bản thân cũng như con cái và mọi người xung quanh. Nên tránh những lời dụ dỗ của người ngoài trong việc bỏ tiền đầu tư, rất dễ bị lừa gạt. Trước khi đưa ra quyết định lớn nhỏ nào, tốt hơn là nên trao đổi với con cái trong nhà, không nên tự mình đưa ra quyết định khiến mình lâm vào rắc rối. Năm nhâm dần 2022, thái tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Bính Tuất để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng này tài lộc ổn định chứ không vượng,
Vì vậy, người tuổi này cần chú ý tránh xa những mối đầu tư mạo hiểm đem lại lợi nhuận cao nhưng kèm theo đó cũng là rủi ro lớn. Song, bạn không nên quá chú tâm vào vấn đề làm giàu. Thời điểm này là thời điểm bạn nên nghỉ ngơi và quan tâm đến sức khỏe và dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, tránh ham làm giàu, chớ nên nghe theo những lời ngon ngọt của những người ngoài mà đem hết tiền tiết kiệm của mình đi đầu tư vào những nơi không đáng tin tưởng. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ 3, về mặt sức khỏe. Tháng này tình hình sức khỏe của những người sinh năm 1946 không có vấn đề gì đáng lo ngại, tuy nhiên cần phải cẩn thận khi sử dụng các vật dụng bằng kim loại, tránh cho bản thân bị thương. Một số người bị đau xương khớp, gân cốt thì không nên vận động mạnh, chú ý tìm những hoạt động phù hợp với sức của mình. Bản mệnh nên có thái độ lạc quan khi phải đối diện với những vấn đề ấy, đồng thời chú ý rèn luyện sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, tránh vận động quá sức khiến cơ thể mệt mỏi. Thời gian này đang chuyển tiết, thời điểm cơ thể dễ bị ảnh hưởng bởi cả nội nhiệt lẫn ngoại nhiệt. Đó là lý do bản mệnh dễ ốm đau và nhất là ở độ tuổi này, sức đề kháng đã kém đi. Nên theo dõi sức khỏe thường xuyên, có chế độ ăn uống phù hợp với độ tuổi. Cuối tháng có thể xảy ra tai nạn khi di chuyển, gia chủ hết sức lưu ý. Các quý vị gia chủ tuổi Bính Tuất hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật dụng phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Bính Tuất. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này người tuổi Bính Tuất không gặp nhiều biến động trong chuyện tình cảm. Bản mệnh nhận được sự quan tâm, yêu mến của con cháu trong nhà. Mối quan hệ với hàng xóm xung quanh cũng tốt đẹp, thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Về cơ bản, bạn có thể tận hưởng những năm tháng yên bình và tốt nhất hãy giữ tâm lý lạc quan tích cực, luôn hướng về những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Dù có gặp phải bất kỳ một vấn đề gì bất ngờ, bản mệnh cũng chớ nên lo lắng quá mức, dễ gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Tổng quan tháng 6 âm lịch năm 2022, tháng Đinh Mùi của năm Nhâm Dần. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 6 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, tức ngày 29 tháng 6 năm 2022 đến 28 tháng 7 năm 2022 dương lịch. Tháng 6 Đinh Mùi có nạp âm là Thiên Hà Thủy, tháng Mùi, Lục Hợp Ngọ, Tam Hợp Mão và Hợi Thành Mộc Cục, Xung Sửu, Hình Sửu, Hại Tý, Phá Tuất và Tuyệt Sửu. Đối với những người tuổi Bính Tuất trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 4 tháng 6 năm 2022, tức ngày 2 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thìn, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch, ngày 16 tháng 6 năm 2022, tức ngày 14 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thìn, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch, ngày 28 tháng 6 năm 2022, tức ngày 26 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thìn, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Bính Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Bính Tuất trong tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 3 tháng 6 năm 2022, tức ngày 1 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Ất Mão, có nạp âm Đại Khê Thủy. Ngày âm lịch, ngày 15 tháng 6 năm 2022, tức ngày 13 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mão, có nạp âm là Lô Trung Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 27 tháng 6 năm 2022, tức ngày 25 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Kỷ Mão, có nạp âm Thành Đầu Thổ. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi.
Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Tuất. Bính Tuất sinh năm 1946 trong tháng 6 âm lịch. Chắc hẳn quý vị đã biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong đời sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi vận trình của mình ngày một tốt hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin mến chào và hẹn gặp lại.